Những lưu ý khi sử dụng thiết bị SpO2 tại nhà. Người bệnh mắc COVID-19 khi có chỉ số SpO2 thấp hơn 94% sẽ được chỉ định thở oxy. Máy đo SpO2 là thiết bị đo độ bão hòa oxy trong máu, kết hợp đo nhịp tim thông qua đầu ngón tay. Đây là thiết bị nhỏ gọn, hỗ trợ theo dõi và kiểm tra các chỉ số sức khỏe giúp bệnh nhân COVID-19 nhanh chóng phát hiện tình trạng thiếu oxy trong máu ngay cả khi cơ thể đang bình thường. Việc sử dụng thiết bị đo SpO2 tại nhà tuy khá là đơn giản, nhưng cũng cần lưu ý vì có thể xảy ra sai số trong quá trình thực hiện. Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM và Thạc sĩ bác sĩ Đặng Thanh Tuấn, Tổ đặc nhiệm hồi sức hô hấp, khi sử dụng thiết bị này, cần có một chỉ số lưu ý sau. 1. Chỉ số SpO2. Độ bão hòa oxy trong máu bình thường 98% đến 100%. Người bệnh mắc COVID-19 khi có chỉ số SpO2 thấp hơn 94% sẽ được chỉ định thở oxy. 2. Các bước sử dụng thiết bị đo SpO2. Xoa ấm bàn tay trước khi kẹp thiết bị đo SpO2. Để cố định bàn tay trên mặt bàn. Khi đo, cố gắng không cử động trong vòng 1 phút để kết quả được chính xác hơn. 3. Yếu tố ảnh hưởng tới độ chính xác của máy đo SpO2. Người bệnh bị lạnh, huyết áp thấp, người bệnh cử động nhiều, đo ở môi trường có ánh sáng chiếu trực tiếp, người được đo SpO2 có sơn móng tay. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.